Cái này thì tôi nhắc lại một chút thôi. Đối với cái chẩn đoán là cái khối u mất biệt hóa, đấy, SMART CA4 của lồng ngực, cái này được đề cập từ cái phân loại năm 2014 rồi. Đấy, nó cụ thể hóa trong cái phân loại 2020. Thế nhưng mà để chẩn đoán cái này thì vì nó là một cái khối u không biệt hóa, đấy, thành ra chẩn đoán để khẳng định chẩn đoán là mất biệt hóa thì phải có một cái marker xác nhận nó, và hiện nay thì ít nơi có thể thực hiện được, bởi vì cái này phải nói luôn là tại sao, là bởi vì cái tỷ lệ gặp những cái típ này nó ít, và chúng ta mua hóa chất để chúng ta nhuộm nó không kịp hết thì nó đã hết hạn rồi, thành ra là ít có cái marker để có thể xác nhận cái trường hợp này. Bây giờ tôi sang vấn đề thứ hai. Đó là một cái vấn đề cũng khá đau đầu, đấy, và ít được đề cập. Đây là vấn đó là ung thư phổi đa ổ nguyên phát. Đến dự thì hôm nay thì có tiến sĩ Nguyễn Kim Cương là phó giám đốc bệnh viện, anh cũng là người rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn, phó giáo sư Cung Văn Công, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, cũng là người đầy mình kinh nghiệm trong cái chẩn đoán này. Và tôi nghĩ rằng là đây là một vấn đề khá khá hóc búa. Đấy, tôi về làm việc tại bệnh viện này từ năm 2014, nhưng mà cho đến thì tôi cũng không thấy các cái report ở viện về cái những cái trường hợp này. Đấy, và tôi phải khẳng định luôn là nó không phải không có, nhưng mà chúng ta đã không đề cập đến. Đấy, thì hôm nay tôi muốn cái này. Trước hết là chúng ta khái niệm, bởi vì thông thường nếu như một bệnh nhân ung thư phổi mà có nhiều ổ thì cái việc đầu tiên các bác sĩ lâm sàng nghĩ đến đấy là dị cặp. Đấy, nhưng mà có phải tất cả nhiều ổ ấy là di căn không? Đấy, những ổ xuất hiện, những ổ ung thư xuất hiện sau những cái ổ ung thư đầu tiên có phải di căn không? Thì dạ xin thưa rằng không, buộc chúng ta phải có một cái chẩn đoán xác định đó là ung thư phổi nguyên phát đa ổ hay là ung thư phổi di căn, bởi vì thái độ điều trị và tiên lượng là hoàn toàn khác nhau. Đó. Thì cái này đã được đề cập lâu rồi, không phải bây giờ, không phải bây giờ. Đó. Tức là từ thập niên 80 của thế kỷ trước người ta đã đề cập rồi, nhưng mà vì nó cũng không phải là nhiều, nó không nhiều đấy, và thường thì cũng ít được chú trọng đấy. Cái này thì đối với các ví dụ đặc biệt là bệnh viện phổi trung ương thì rõ ràng rằng đây là một vấn đề mà dù ít vẫn phải được đề cập, nó liên quan đến nhiều cái chuyên ngành khác nhau đấy, và nó là một cái thách thức đấy. Thì tôi sẽ xin trình bày số cái. Thứ nhất một là về tiêu chuẩn chẩn đoán thì Martini, Melamed là những cái người đầu tiên đưa ra khái niệm về đa ổ ung thư phổi nguyên phát và có một cái tiêu chí chẩn đoán tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn MM, là viết tắt hai tên của các vị này. Thì đối với cái này thì người ta chia làm hai cái nhóm, một là đa ổ phát mà khởi phát đồng thời, và cái khởi phát đối với cái trường hợp mà được xác nhận rằng đa ổ nguyên phát mà khởi phát đồng thời thì nó phải đảm bảo cái là các khối u về mặt vật lý, đấy, về cấu trúc mô học thì có thể là giống hoặc khác nhau. Như vậy ở trong trường hợp này thì cái chẩn đoán mô học đấy, không phải là chẩn đoán xác định, bởi vì nó có thể khác nhau đấy. Và đối với cái trường hợp này thì cần phải xác định được là nếu nó bắt nguồn từ một cái carcinoma tại chỗ thì sẽ không bao giờ được coi đấy là ung thư di căn. Cái thứ hai là ung thư phổi đa ổ mà khởi phát ở những thời điểm khác nhau, thì những cái khối u này có thể đồng nhất về mặt mô hoặc hoặc là
là không đồng nhất. Và nếu như nó có cùng mẫu mô học thì khoảng cách ít nhất giữa hai cái thời điểm mà phát hiện u là phải 2 năm. Đó. Hoặc là các khối u khác về mặt vật lý mà không có di căn, và hoặc là chúng phải bắt nguồn từ một cái ung thư tại chỗ, thì đấy chính là cái tiêu chuẩn. Và cái tiêu chuẩn này thì đã được sử dụng trong vòng 20 năm qua, và cho đến khi mà Antagly cùng các cái cộng sự đưa ra một cái tiêu chuẩn mới vào năm 1995, tức là cái câu tiêu chuẩn đầu tiên được công bố năm 75 và đến năm 95. Và sau đó thì có nhiều cái phân loại đã được ra đời, trong đó có cái phân loại của Hiệp hội ung thư lồng ngực quốc tế, thì người ta đưa ra mấy cái nhóm mà liên quan đến các cái đặc điểm về X quang, về hình ảnh. Đấy. Thì chốc nữa tôi muốn Phó giáo sư Công sẽ có cái tham vấn thêm về chỗ này. Đấy, vì tôi không phải là nhà chẩn đoán hình ảnh. Thì đối với như các cái chẩn đoán này thì nó có năm 2022 thì nó có cái hướng dẫn của NCCN, cái phiên bản tháng 3 năm 2022 thì nhấn mạnh rằng cái chẩn đoán đau phổi nguyên phát ấy, là yêu cầu một cái môi trường làm việc đa ngành liên quan đến các bác sĩ phẫu thuật, các nhà bệnh, các bác sĩ xạ trị, các bác sĩ nội khoa, các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Đấy là cái bắt buộc để chúng ta có thể đưa ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Thì đây là tôi có ba cái bảng. Thứ nhất là cái bảng tiêu chuẩn MM năm 1975, và sau đó thì cái hướng dẫn của ACCP và cái phân loại theo cái hệ thống TNM lần thứ 8 trong cái bảng phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2020. Đấy. Thì cái tiêu chí này đấy, nó có sự tiến bộ và sự khác biệt. Đấy. Và hiện nay ấy, thì người ta theo cái hướng dẫn để chẩn đoán thì người ta theo cái hướng dẫn của ACCP. Ừ. Một trong những vấn đề, một cái câu hỏi được đặt ra đó là làm thế nào để chúng ta có thể khẳng định được đấy là cái này chắc chắn nó là ung thư phổi đào nguyên phát mà cái thời điểm khởi phát lại khác nhau. Ừ. Thì các quý vị đều biết rằng là trong tất cả các cái tiêu chí để phân loại này thì cái tiêu chí mô bệnh học đấy, tức là hình thai học không có nhiều ý nghĩa, bởi vì nó có thể là giống nhau, có thể là khác nhau. Đấy. Nếu nó giống nhau thì rất tốt. Đấy. Nhưng nếu nó khác nhau thì rõ ràng là chúng ta không thể nào dựa vào cái đó để kết luận là nó là di căn hay nó nguyên phát. Như vậy thì cái cuối cùng mà tất cả có thể thống nhất với nhau rằng là cái sự đồng nhất để chúng ta có thể có cái tiêu chuẩn cuối cùng để chẩn đoán đó chính là cái xét nghiệm sinh học phân tử. Và cái vai trò của sinh học phân tử chẩn đoán bệnh học phân tử trong cái này, tức là cái đột biến của nó ở những cái khối u đó là giống nhau. Đấy, đấy là cái key của cái chẩn đoán này. Khó khăn khi chẩn đoán cái này thì rất nhiều. Rất nhiều các quý vị đều biết. Đấy. Bởi vì sao vậy? Là bởi vì thứ nhất, một là cái câu trả lời rõ ràng có phải di căn hay không, mà nếu chỉ dựa vào mô học thì rõ ràng là không. Chỉ dựa vào chẩn đoán hình ảnh cũng không. Tí nữa tôi sẽ mời Phó giáo sư Công nói thêm một tôi chỗ này. Đấy. Và cái xét nghiệm về sinh học phân tử thì không phải nơi nào cũng thực hiện được, và vì thế nó trở nên khó khăn khi mà các đơn vị không đủ điều kiện để có thể tiếp cận. Cái phần thứ ba mà tôi trình bày là những cái đột biến mới nổi của ung thư biểu mô không tế bào nhỏ và cái ứng dụng của nó. Mọi cái thống kê để báo cáo đều là không đầy đủ, bởi vì những cái thống kê này, những cái thống kê này nó đã có từ trước đó, nhưng mà cho đến bây giờ chúng ta có thể biết thêm nhiều cái đột biến khác, nhưng về cơ bản thì tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái đột biến KRAS
Trưa nay thì khoa chúng tôi cũng có một cái seminar về các xét nghiệm sinh học phân tử trong ung thư phổi. Đối với cái sinh học phân tử trong ung thư phổi thì tôi nói lại lịch sử, tức là người ta biết được từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Và một trong những cái đột biến mà người ta biết rất rõ đó là đột biến EGFR. Đấy. Và nó xảy ra ở các cái exon từ 18 cho đến 21. Và nếu mà theo cổ điển phân loại thì nó chia làm hai nhóm nhạy thuốc và kháng thuốc. Đấy. Và đương nhiên là nhạy thuốc và kháng thuốc là đối với thế hệ thuốc của thế hệ 1, thế hệ 2. Đấy. Còn đối với cái nhóm mà kháng thuốc thì người ta vẫn có thể sử dụng cái thuốc điều trị nhắm mục tiêu thế hệ 3. Tuy nhiên là tôi muốn nhấn mạnh là trưa nay thì có cái mọi người cũng phát biểu nhưng mà cũng nói nhưng mà nó cũng chưa hết, đó là không phải tất cả các trường hợp kháng thuốc thì đều có thể sử dụng thuốc thế hệ 3. Là bởi vì cái nhóm kháng thuốc ấy chỉ 40% số bệnh nhân kháng thuốc đáp ứng với thuốc thế hệ 3, 60% không đáp ứng bởi vì nó không phải là liên quan đến đột biến T790M. Đó. Thế thì cái trong các cái đột biến của ung thư phổi thì người ta biết rất rõ cái đột biến EGFR. Và cái đột biến EGFR này được xác nhận, nó được xác nhận vào khoảng gần 30% tất cả các trường hợp ung thư phổi. Đó. Như vậy nó là cái đột biến EGFR là cái đột biến được biết sớm nhất, các cái xét nghiệm biết rõ nhất. Đấy. Và người ta cũng thấy rằng là nó tăng lên ở cái khu vực mà châu Á, bệnh nhân châu Á, Đông Nam Á. Ừ. Thế thì đối với những cái trường hợp mà không đột biến EGFR thì người ta có thể tiếp tục xét nghiệm đột biến ALK. ALK. Đối với cái ALK này thì cái đột biến EGFR dưới 30% hoặc khoảng 28, 29 tùy theo. Nhưng dưới 30%. Đối với cái đột biến ALK là một cái đột biến mà loại trừ với EGFR. Có nghĩa là nếu mà người ta chỉ xét nghiệm ALK khi mà EGFR âm tính. Đó. Thế thì đối với cái trường hợp đột biến ALK nó chỉ chiếm vào khoảng 5% tổng số bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Nhưng cũng phải nhắc lại một cái điểm là thế này. Chúng ta thường nói chung chung là đột biến ALK. Nhưng mà ALK có ba cái nhóm đột biến. Cái đột biến thứ nhất là đột biến điểm chiếm ít nhất. Cái đột biến thứ hai là cái đột biến mà tăng cái số lượng thụ thể của ALK trên bề mặt tế bào. Đấy. Và cái đột biến thứ ba mà chúng ta đang xét nghiệm đấy là đột biến chuyển đoạn. Đấy. Và cái xét nghiệm hiện nay của chúng ta là phát hiện cái nhóm đột biến thứ ba đấy chứ còn hai cái đột biến kia chúng ta không phát hiện được. Đó. Thì nó chỉ khoảng 5% thôi. Còn cái đột biến rất phổ biến trước đây có nghĩa là cách đây chỉ vài tháng thôi ạ, là KRAS. Nó chiếm tới 30 và trên 30% các trường hợp ung thư tế bào nhỏ. Và ở đây thì có rất nhiều các bác sĩ ung bướu ngồi đây thì đã biết rằng là trước đây chúng ta không có cái thuốc đặc hiệu cho cái đột biến này. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì tất cả các cái bệnh nhân ung thư phổi thì rất là vui mừng khi mà gần đây thì FDA Hoa Kỳ là đã phê duyệt cho cái thuốc để điều trị cái đột biến KRAS. Bên cạnh các cái đột biến đấy thì còn các cái đột biến gọi là chuyển đoạn nữa, ví dụ như RET, MET, đấy. Các cái đột biến ví dụ như của hợp tu vân vân, thì những cái đột biến nó cũng cần được xét nghiệm để có những cái thuốc điều trị phù hợp. Thế thì đấy là một cách nhìn một cách gọi là khái quát về cái ung thư phổi đột biến. Một cái câu hỏi là cái đột biến ung thư phổi này có di truyền không? Thì về bệnh học u nói chung thì hầu hết các ung thư là đột biến soma. Và nếu đột biến soma là không di truyền. Nhưng mà đột biến dòng mầm thì có thể di truyền. Và như vậy thì với những trường hợp ung thư phổi mà đột biến soma thì sẽ không di truyền. Đấy. Ở đây tôi có nói rõ về hai cái mấy cái gen mà rất là phổ biến
cái đột biến gen EGFR, đột biến ALK thì tôi cũng vừa nói rồi. Cái đột biến KRAS đấy, tôi cũng cũng vừa nói. Còn cái đột biến BRAF, đột biến BRAF thì trước đây được biết nhiều đến cái đột biến sàng lọc trong KRAS thì ngoài phổi còn có cả ung thư của đường tiêu hóa, cũng rất phổ biến. Thế còn hiện nay thì BRAF thì chúng ta được biết đến là một cái đột biến gen BRAF V600E là của ung thư biểu mô tuyến giáp. Mà những bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhũ mà sau khi phẫu trị triệt căn thì nên cần được thực hiện cái xét nghiệm này. Bởi nếu xét nghiệm này mà có đột biến thì bệnh nhân không đáp ứng với iốt tràm vào một. Đấy. Hiện nay thì cái này thì tôi thấy hình như là chúng ta đang làm hơi ngược. Đấy. Tức là không, chúng ta cứ cho sau phẫu trị xong, triệt căn xong là vẫn cho bệnh nhân dùng iốt phóng xạ mà không quan tâm đến cái đột biến BRAF V600E và sau đó mới cho xét nghiệm. Thì cái giá trị của cái xét nghiệm nó không có hiệu quả nữa. Cái đột biến TP53 đấy. Đây là một gen áp chế ung thư. Đây không phải là một gen sinh ung thư, một gen áp chế ung thư, nó cùng với P21, thế rồi LB đấy. Retinoblastoma là những cái gen áp chế ung thư. Nó có vai trò ở trong quá trình phân chia tế bào và nó kiểm soát, nó là những cái điểm kiểm soát cái sự đồng đồng nhất của cái bộ gen tế bào khi mà nó đi vào phân bào. Và nếu như những cái trường hợp mà nó phát hiện thấy cái bộ gen tế bào khi đi vào phân bào mà mang bộ gen bất thường thì nó sẽ stop lại và không cho tế bào đó phân bào. Cái bộ gen nó sẽ được sửa chữa, repair. Và nếu mà sửa chữa thành công, tế bào đó trở lại cái bộ gen bình thường, nó sẽ tiếp tục quá trình phân bào. Còn nếu nó không sửa chữa được, tế bào đó sẽ bị chết theo chương trình. Và nếu cơ thể hoạt động theo đúng cái cách như thế thì không bao giờ có u. Nhưng mà tiếc rằng là theo thời gian, cái sự tích lũy các cái yếu tố tác nhân gây bệnh cũng như sự suy giảm của cái hệ thống nhận biết thì nó có thể bỏ lọt. Hai là bản thân các cái gen áp chế ung thư này cũng bị đột biến. Và khi nó bị đột biến rồi thì nó mất cái chức năng đó, cái protein nó sản sinh ra nó không còn làm được cái nhiệm vụ sửa chữa nữa thì các tế bào u và ung thư sẽ xuất hiện. Đối với cái PT53 thì người ta thấy rằng nó được sản xuất với một lượng cực nhỏ và thời gian bán hủy cực nhanh và vì thế chúng ta không phân biệt được, không nhận thấy được. Còn khi mà nó bị đột biến thì cái lượng protein P53 được sản xuất ra để dùng cho mục đích là sửa chữa nó tăng lên rất nhiều và thời gian bán hủy rất lâu và vì thế người ta có thể nhận thấy nó thông qua cái nhuộm hormone miễn dịch. Để xác nhận cái đột biến TP53 thì có hai cách. Một là giải trình tự gen. Hai là gián tiếp qua cái đột biến protein P53. Thì cái việc giải trình tự gen hầu như trên thế giới người ta không có xài. Vì sao? Bởi vì nó quá tốn kém. Nó không phải là cái đích mà chúng ta phát hiện ra chúng ta có thể chữa được khỏi bệnh. Chúng ta chỉ biết thôi là nó đột biến theo con đường nào thôi. Đấy. Thời gian thì mất lâu và vì thế cho nên người ta không có xài. Thì người ta xài bằng cái hormone miễn dịch với cái chi trả nó rất là thấp, thời gian nó rất nhanh, trong vòng một ngày chúng ta có vài tiếng chúng ta có thể biết được nó có đột biến hay không, nhưng mà cái đột biến ấy phục vụ chủ yếu cho nâu của chúng ta thôi, chứ còn cái lợi ích của người bệnh thực sự thì nó không có nhiều. Đối với ngoài cái đột biến gen, các cái đích để điều trị nhắm mục tiêu đấy, thì cái cuối cùng mà chúng ta có thể nhắm đến cái đích đó là điều trị miễn dịch. Thì với tất cả cái xét nghiệm đột biến trước đây ấy, là chúng tôi ở Bệnh viện Phổi Trung ương cũng giống như rất nhiều nơi làm là bắt đầu đối với bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ thì sẽ đặc biệt ung thư biểu mô tuyến thì sẽ xét nghiệm đột biến gen EGFR. EGFR âm tính thì sẽ xét nghiệm đột biến ALK, nếu ALK âm tính thì sẽ đột sát xét nghiệm để xem cái chỉ số TPS, tức là cái chỉ số miễn dịch nó bao nhiêu để có thể ứng dụng cái điều trị miễn dịch cho bệnh nhân. Nhưng mà bây giờ thì bằng cái phương pháp đa gen
thì chúng ta có thể trả lời, bệnh viện phổi trung ương có thể trả lời là bệnh nhân trong một cái nhóm 9 gian luôn. Đấy, và chúng ta biết, chúng ta không phải chờ đợi nữa và chúng ta có bằng chứng của cái đột biến hoặc là không đột biến của cái nhóm gen nào. Và nếu như những cái nhóm đột biến gen mà không có thuốc hoặc là những cái có thuốc lại không đột biến thì chúng ta làm cái xét nghiệm PD-L1 để chúng ta xác định xem là bệnh nhân có hay không có cái điều trị một cách thuận lợi đối với cái điều trị miễn dịch. Thế thì có rất nhiều thuốc hiện nay đã được phê duyệt, ví dụ như là thuốc phê duyệt cho đột biến MET chẳng hạn thế, hoặc là những cái đột biến thuốc cho những cái đột biến của các cái ung thư biểu mô không tế bào nhỏ mà có cái gánh nặng đột biến cao. Tức là cái gánh nặng đột biến cao thì muốn xác định cái này bệnh nhân có gánh nặng đột biến cao hay không thì chúng ta phải làm trên cái xét nghiệm trên máy NGS, thì chúng ta sẽ xác định được xem là trong mỗi một cái megabase có bao nhiêu đột biến, và nếu theo quy ước có mỗi một megabase có trên 10 đột biến thì được gọi là gánh nặng bệnh nhân đột biến cao. Và trong những cái trường hợp đột biến cao như thế thì chúng ta có thuốc phối hợp để điều trị, và đấy là những cái điểm mới trong cái bây giờ. Đấy. Thế thì đối với cái thống kê là sẽ là không đầy đủ bởi vì nó không thể cập nhật hết được, nhưng mà nó cũng cho chúng ta thấy rằng là hiện nay cái vai trò của cái chẩn đoán mô bệnh học để điều trị truyền thống nó không còn có nhiều ý nghĩa, mà bắt buộc đối với những cái trường hợp bệnh nhân ung thư phổi thì bệnh nhân cần được và có quyền được hỏi rằng tôi có được điều trị nhắm mục tiêu hay không, và trong quá trình điều trị như vậy sẽ có hiện tượng kháng thuốc xảy ra, và khi kháng thuốc xảy ra thì câu trả lời câu hỏi của bệnh nhân là có tiếp tục điều trị theo cái phác đồ cũ hay không, và nếu không lựa chọn phác đồ mới thì loại thuốc nào, thì tất cả những cái câu hỏi ấy đều được trả lời bằng các cái xét nghiệm bệnh học phân tử mà chúng ta đều hoàn toàn có thể thực hiện được, tại Việt Nam đều có thể thực hiện được. Thì đây là một số cái mà tôi giới thiệu về các cái loại thuốc nhắm mục tiêu. Đấy. Nó mang tính gọi là sâu lên để có thể biết thôi, chứ còn không 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 phải để mọi người phải nhớ. Là chúng ta thấy rằng là có rất nhiều loại thuốc khác nhau của các hãng khác nhau, và cái liều điều trị là khác nhau. Đấy. Thì quý vị có thể tham khảo thêm những cái này. Đấy. Đây là chúng ta có một cái gọi là cái phổ theo thời gian timeline đấy, để xem là FDA từng năm một thì tiếp tục phê duyệt những cái loại thuốc nào cho những cái đột biến nào. Và một cái điều rõ ràng rằng là tất cả mọi bệnh nhân ở trên thế giới này, bất kể màu da, bất kể sắc tộc, bất kể giàu nghèo, thì người ta đều có một cái quyền lợi được chẩn đoán đúng, chính xác và được điều trị đúng. Và như vậy thì cái trách nhiệm của các cái nhà lâm sàng chẩn đoán hình ảnh giả bệnh có nhiệm vụ trả lời cái câu hỏi đó. Đó. Thì tôi nghĩ ý chính là những cái vấn đề mà chúng ta nên 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 biết. Nhưng mà thuốc điều trị nhắm mục tiêu không phải là cây đũa thần. Nó có những cái hạn chế nhất định của nó. Đấy. Và những hạn chế này thì cần được biết để chúng ta tư vấn cho người bệnh. Đấy. Để người ta không cảm thấy bị chẩn đoán nhầm hoặc là bị gọi là đưa vào, cố gắng đưa vào để cho người ta điều trị. Thì tôi nghĩ rằng đây chính là những cái vấn đề mà chúng ta nên 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 lưu tâm. Có lẽ là để đảm bảo thời gian cho cái bài trình bày thì cái phần của tôi xin được phép dừng ở đây. Tôi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị đồng nghiệp ở hội trường này, cũng như ở trên tất cả mấy trăm cái đầu cầu, gần 500 cái đầu cầu khác nhau. Mọi câu hỏi thì có thể là các quý vị muốn hỏi thêm, tôi biết đâu thì tôi hầu đấy. Đấy, và có thể gửi qua đường email cũng được. Đấy. Thì xin cảm ơn ạ.